Mẫu đèn này có tên gọi là đèn led pha màu trong phòng khách gia đình sang trọng. Mẫu đèn này nó có chế độ cảm ứng nhanh nhẹt và chạy ô tô tự động. Nó có thể sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông, phù hợp để mọi người mua trang trí cho phòng khách gia đình hoặc trang trí ở những cái tỉnh nhà hàng tiệc cưới khách sạn 5 sao. Đèn được sử dụng bóng đáy 7 màu nên rất là bền và tiết kiệm điện. Thanh đèn được rất là gọn nhẹ để mọi người có thể dễ dàng treo lắp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.